có bấm không? À để mẹ mẹ bấm móng tay cho em cho sạch đi để xong rồi ta đi chơi nhá. Chào. Cho mẹ mượn. Nè, mẹ biết con giấu trong đây nhá. Em đi ngồi yên. Đây. Đây. Đợi. Đợi. À cậu. Con vô con lấy dép cho mẹ đi. Cái đôi dép của con trong đây kìa. Đó, trên kệ á, con vô con lấy nhá. Xem vừa không nha. Từ từ con, từ từ không hạ đấy. Mẹ để mẹ đi thử cho em đi. Chị nhé. À, đi đi không mang vừa dép này này gấu này. Con nhìn này. Đi 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 dép con đâu có vừa đâu nhở. Dép con to mà nhở. Này mẹ xem nào, mẹ xem đi đi nào, hôm nào mẹ mua cho đi đi đôi dép khác nha. Dép này to quá. Nào Titi ngồi lên con. Dạ. Ngồi thẳng lên, ngồi thẳng lên. Dạ. Mẹ xem nào. Ngồi dạ. Thẳng lên mẹ xem nào. Dạ. Hả? Dạ. À to á, to thì bỏ đi á. Đi ra ngoài chơi nha. Dạ. Đi. Ừ. À đi nào Titi ngồi lên. Ôi dồi ôi dồi. Từ 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 từ. Mẹ dẫn Titi đi. Nào. Ôi dồi. Tí là chị ngã. Đi nào Titi. Đi nào. Đi. Con gọi cho Titi đi. Titi. Ra ngoài đây. Trốn Titi nhá. Trốn Titi nhá. Titi. Titi không ra là mẹ trốn nhá. Đi trên kìa. Gọi em đi. Titi đi chơi không? Làm gì á? Em ơi, con gì đây? Titi này, Titi này, Titi này, con gì đây? Titi dẫm đi rồi. Titi lại đây xem Titi chơi gì nào. Bọ. À, Titi cũng bắt bọ kìa. Con gì con? Chạy ra. Đây này. À, Titi chơi mệt chưa? Chị gấu. Ừ.
trong đây mẹ xem nào. Ăn cái gì trong miệng đây? Hả? Ăn cái gì đây?